Mời các bạn lắng nghe tiểu thuyết ngắn Ông già và biển cả của tác giả Ernest Hemingway qua giọng đọc Lê Linh. Mặt trời đang mọc lên lần thứ ba kể từ lúc lão ra khơi thì con cá bắt đầu lượn vòng. Lão chưa thể nhìn độ nghiêng của sợi dây để biết con cá đang bơi tròn. Hãy còn quá sớm cho điều đó. Lão chỉ cảm nhận áp lực của sợi dây hơi trùng lại và dùng tay phải, lão bắt đầu nhẹ nhàng kéo vào. Sợi dây chững lại như mọi khi, nhưng ngay lúc lão kéo đến điểm sắp đứt thì sợi dây bắt đầu thu vào. Lão lách vai và đầu ra khỏi sợi dây và bắt đầu liên tục kéo nhẹ nhàng. Lão dùng cả hai tay lắc người, dốc hết lực của cả cơ thể, của chân trụ ra mà kéo. Đôi chân già nua và vai lão bắt nhịp với động tác kéo. Vòng tròn rất lớn, lão nói. Những con cá đã quay tròn. Rồi sợi dây không nhích thêm tí nào nữa và lão giữ cho tới lúc lão thấy trong ánh nắng những tia nước từ sợi dây bắn ra. Thế rồi sợi dây thoát đi mất. Ông lão quỳ gối và đành phải để nó lao hút trở lại vào trong vùng nước tối. Bây giờ nó đang lượn đến chỗ xa nhất của vòng tròn rồi đấy, lão nói. Mình phải dốc sức ra mà níu, lão nghĩ. Căng thẳng sẽ khiến nó dần thu hẹp các vòng lượn. Có lẽ độ tiếng nữa mình sẽ nhìn thấy nó. Bây giờ mình phải khuất phục nó, rồi sau đó mình phải giết nó. Những con cá vẫn chậm rãi lượn vòng. Và 2 giờ sau, mồ hôi ướt đẫm người ông lão và lão mệt thấu xương. Bây giờ các vòng tròn đã hẹp hơn nhiều và từ độ trích của sợi dây, lão có thể biết con cá đang liên tục ngoi lên trong lúc bơi. Ông lão thấy hoa mắt suốt cả tiếng đồng hồ, mồ hôi sắt muối vào mắt lão và sắt muối lên vết cắt phía trên mắt và trán. Lão không ngại chuyện hoa mắt. Chừng ấy bình thường khi cứ căng người ra mà kéo sợi dây. Nhưng đã 2 lần lão cảm thấy chóng mặt và choáng váng và điều ấy khiến lão sợ. Ta không thể tự chơi xỏ mình và chết trước một con cá như thế này được, lão nói. Bây giờ lúc ta đã khiến nó đến một cách ngon lành. Chúa giúp ta chịu đựng, ta sẽ đọc 100 lần kinh lạy cha và 100 lần kinh mừng đức mẹ. Nhưng lúc này thì ta chưa thể đọc. Cứ xem như mình đã đọc, lão nghĩ mình sẽ đọc sau vậy. Đúng lúc đó lão cảm thấy một cú quật đột ngột và cú nè mạnh ở sợi dây. Lão đang níu bằng cả hai tay, thật là sắc và cảm thấy cứng và nặng. Lưỡi kiếm của con cá đang quật vào đoạn dây thép đáy, lão nghĩ, chuyện ấy tất xảy ra. Nó phải làm như thế, mặc dù điều đó sẽ làm con cá nhảy lên. Và bây giờ mình muốn nó hãy lượn vòng thì hơn, nhưng cú nhảy cũng cần để nó hít không khí. Nhưng sau mỗi lần nhảy, chỗ lưỡi câu mắc vào sẽ bị rộng hơn, rồi nó có thể hất văng lưỡi câu. Đừng nhảy cá, lão nói, đừng nhảy. Con cá quật sợi dây thêm vài lần nữa, và cứ mỗi lần nó văng đầu, ông lão lại cứ thêm chút dây. Mình phải giữ cho nó đừng đau quá, lão nghĩ. Nỗi đau của ta thì không thành vấn đề, ta có thể chế ngự, nhưng nỗi đau của con cá thì có thể khiến nó cuồng lên. Lát sau, con cá không quật dây đáy nữa và bắt đầu lại lượn vòng chậm chậm. Bấy giờ ông lão liên tục thu dây, nhưng lão lại cảm thấy choáng váng. Lão đưa tay trái vốc ít nước biển rồi bôi lên đầu, rồi lão tiếp tục vỗ thêm, xoa cả xuống gáy. Ta không để bị chuột rút, lão nói, chốc nữa nó sẽ ngoi lên và ta có thể cầm cự. May phải cầm cự, chớ có nói lằng nhằng. Lão tiểu gối vào mạn mũi thuyền một lúc rồi lại quàng sợi dây lên lưng. Bây giờ mình sẽ nghỉ một lát, trong lúc nó mài lượn vòng dưới kia, rồi khi nó ngoi lên mình sẽ đứng dậy chiến đấu, lão quyết định. Được nghỉ ngơi ở đằng mũi thuyền để mà con cá bơi cả một vòng mà không phải kéo dây thì quả thật là cám dỗ quá mức. Nhưng khi độ căng của sợi dây cho thấy con cá quay về phía thuyền, ông lão nhổm người đứng dậy, xoay, lắc, kéo tất chỗ dây thu được vào. Chưa bao giờ mình mệt như thế này, lão nghĩ. Bây giờ gió mậu dịch đang nổi lên, nhưng đấy sẽ là hướng gió thuận để đưa con cá vào bờ. Mình rất cần thứ gió này. Lượt tới nó lượn ra, ta sẽ nghỉ, lão nói. Ta cảm thấy đỡ hơn nhiều. Chỉ 2-3 vòng nữa thôi
thì ta sẽ có nó. Chiếc mũ rơm của lão chật ra sau gáy và lão ngồi sụp xuống mũi thuyền với sức kéo sợi dây. Khi lão cảm thấy con cá lượn lại, "Bây giờ mày cứ lượn đi, cá," lão nghĩ, "tao sẽ tóm mày ở đường lượn." Biển dậy sóng, nhưng gió ấy chỉ xuất hiện vào những lúc thời tiết tốt và lão cần có nó để trở về đất liền. "Ta chỉ việc lái theo hướng Tây Nam," lão nói, "người ta không bao giờ lạc trên biển và đây lại là một hòn đảo dài." Đến vòng thứ ba, lão lần đầu tiên thấy con cá. Thoạt tiên lão thấy một cái bóng đen vượt dài qua dưới con thuyền, đến mức lão không thể tin nổi độ dài của nó. "Không," lão nói, "nó không thể lớn như thế được." Nhưng đúng là con cá lớn như thế, và đến cuối đường vòng ấy, chỉ cách chừng 25 mét, nó trồi lên và lão nom thấy cái đuôi nhô khỏi mặt nước. Cái đuôi lớn hơn cả chiếc lưỡi hái lớn, màu tím hồng dựng trên mặt đại dương xanh thẫm. Nó lại lặn xuống, và khi con cá hãy còn mấp mé mặt nước, ông lão có thể nhìn thấy thân hình đồ sộ và những sọc màu tía trên mình nó. Cánh vi trên lưng xếp lại, còn bộ vây to sụ bên sườn xòe rộng. Ông lão có thể nhìn thấy mắt con cá và cả hai con cá chét xám bơi bên cạnh. Thỉnh thoảng hai con cá này rúc vào mình nó, rồi có lúc chúng giạt ra. Chốc chốc chúng lại nhẹ nhàng bơi trong bóng của con cá lớn. Mỗi con dài cả thước và khi bơi nhanh, chúng vặn vẹo toàn thân như thể loài lơn. Bây giờ ông lão đang toát mồ hôi đầm đìa, nhưng không phải vì mặt trời mà là vì một nguyên nhân khác. Cứ mỗi vòng bơi bình lặng của con cá thì lão lại thu dây vào, và lão chắc chỉ chừng hai vòng nữa thôi thì lão sẽ có cơ hội phóng lao vào nó. Nhưng mình phải để nó đến gần, gần, thật gần. Lão nghĩ, mình không cần nhằm vào đầu, mình phải nhằm vào tim. "Hãy bình tĩnh và giữ sức." "Lão dạ," lão nói. Vòng lượn tiếp theo, lưng con cá đã nhô lên, nhưng hãy còn khá xa thuyền. Vòng tiếp theo đó nó vẫn ở xa, nhưng đã nhô mình lên cao hơn. Và ông lão tin chắc rằng, nếu thu thêm dây thì con cá sẽ cập sát thuyền. Lão đã chuẩn bị mũi lao trước đấy khá lâu. Cuộn dây nhỏ của nó để trong cái xô tròn, và một đầu dây đã được buộc vào cái mấu của mũi thuyền. Bây giờ con cá lại tiếp tục lượn và theo vòng tròn của nó. Trong điềm tĩnh và tuyệt đẹp, chỉ có cái đuôi đổ sộ cử động, ông lão dốc hết sức ra kéo con cá vào gần hơn. Con cá khẽ nghiêng mình trong chốc lát, rồi trở mình thẳng dậy và bắt đầu lượn thêm vòng nữa. "Ta đã di chuyển được nó. Ông lão, ta đã di chuyển được nó rồi." Lúc này lão lại thấy xây sầm mặt mày, nhưng vẫn gượng hết sức bình sinh ra mà kéo con cá khổng lồ. "Mình di chuyển được nó," lão nghĩ. "Có lẽ lần này mình sẽ tóm được nó. Kéo đi, tay ơi," lão thầm dục. "Hãy đứng vững, đôi chân kia, tỉnh táo vì tao, đầu à. Hãy tỉnh táo vì tao. Bọn mày chưa bao giờ bại trận, lần này ta sẽ lật được nó." Nhưng khi lão tập trung hết sức lực, chuẩn bị dốc kiệt ra trước khi con cá bơi song song với mạn thuyền và gắng sức bình sinh mà kéo, thì con cá trao mình, tránh ra rồi lật thẳng người lên bơi đi. "Cá ơi," ông lão nói, "cá này, dẫu sao thì mày cũng sẽ chết, mày muốn tao cùng chết nữa à?" Cứ cái đà này thì không ổn rồi, lão nghĩ, miệng lão khô khốc, không thể nói nổi. Nhưng lúc này lão không thể với lấy cái chai, lần này mình phải kéo nó cập mạn, lão nghĩ. Cứ thêm vài vòng nữa thì mình sẽ đuối sức. "Không, mày khỏe," lão tự nhủ, "mày luôn khỏe." Vòng lượn tiếp theo, lão gần như kìm được con cá, nhưng lần nữa nó lại lật thẳng mình, từ từ bơi ra xa. "Mày đang giết tao cá à?" ông lão nghĩ. "Nhưng mày có quyền làm như thế. Tao chưa bao giờ thấy bất kỳ ai hùng dũng, duyên dáng, bình tĩnh, cao thượng hơn mày. Người anh em ạ, hãy đến và giết ta đi. Ta không quan tâm chuyện ai giết ai. Giờ thì đầu óc mày đang lú lẫn lên hết cả rồi." Lão nghĩ, "mày phải giữ đầu óc tỉnh táo, hãy giữ đầu óc tỉnh táo và biết cách chịu đựng như một con người, hay như một con cá," lão nghĩ. "Đầu ơi, hãy tỉnh táo," lão nói bằng giọng mà bản thân hầu như không còn nghe nổi. "Hãy tỉnh táo." Con cá lượn thêm hai vòng nữa mà vẫn vậy.
mình không biết ông lão nghĩ. Đã đến lúc lão cảm giác như lão có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Mình không biết, nhưng mình sẽ cố thêm lần nữa. Lão cố thêm lần nữa, và khi kìm con cá, lão cảm thấy mình sắp ngất đi. Con cá giớn thẳng mình, lại chậm chậm bơi xa, cái đuôi đồ sổ lắc lư trong không trung. Mình sẽ lại cố thêm, ông lão hứa, mặc dù hai tay lão đã rã rời và mắt chỉ có thể nhìn rõ được từng lúc mà thôi. Lão lại cố và mọi chuyện vẫn như cũ. Thế đấy, lão nghĩ và lão cảm thấy xây sầm cả mặt mày trước lúc bắt đầu. Mình sẽ lại cố thêm một lần nữa. Dồn hết mọi đớn đau và những gì còn lại của sức lực và lòng kiêu hãnh đã rời bỏ từ lâu, lão mang ra đương đầu với cơn hấp hối của con cá. Và con cá tiến gần mạn thuyền, từ từ bơi nghiêng, mõm nó gần như chạm vào ván thuyền và sắp sửa vượt qua, dài, sâu, rộng, ánh bạc, vằn tía và bất tận trong dòng nước. Ông lão buông sợi dây xuống, dẫm chân giữa, rồi nhấc cao, ngọn lao hết mức, vận hết sức bình sinh, cộng thêm sức lực lão vừa huy động trong người, phóng xuống sườn con cá ngay sau cái vây ngực đồ sộ, vươn cao trong không trung ngang ngực ông lão. Cảm thấy mũi sắt cắm phập vào, lão tìm người lên ấn sâu xuống rồi dồn hết trọng lực lên cán lao. Khi ấy, mang cá chết trong mình, sực tỉnh, phóng vút lên khỏi mặt nước phô hết tầm vóc khổng lồ, vẻ đẹp và sức lực. Nó dường như treo lơ lửng trong không trung trên ông lão và chiếc thuyền. Thoáng chốc nó rơi sầm xuống, làm nước bắn tung trùm lên cả ông lão lẫn con thuyền. Ông lão cảm thấy choáng váng, đau đớn và lão không thể nhìn rõ, nhưng lão vẫn sợ sợi dây của ngọn lao, rồi để nó từ từ chạy qua đôi tay xây sát. Và khi có thể nhìn rõ, lão thấy con cá nằm ngửa phơi cái bụng ánh bạc của nó lên trời, cán lao nhô ra từ cái hốc sau vây cá. Con biển thì đang đổi màu bởi máu đỏ loang ra từ tim cá. Thoạt tiên làn máu đen sẫm trông như bãi cát ngầm trong làn nước biếc sâu hơn ngàn thước. Rồi nó lan rộng tựa đám mây, con cá trắng bạc, thẳng đơ và bồng bềnh theo sóng. Ông lão chú mục quan sát thì thấp thoáng nhìn được. Rồi lão lấy sợi dây, mũi lao hai vòng quanh cái mấu ở đầu thuyền và gục đầu vào lòng bàn tay. Hãy giữ đầu óc mình tỉnh táo, lão nói vào mạn thuyền. Ta là lão già mệt mỏi, nhưng ta đã giết con cá này, người anh em ta, và bây giờ ta phải làm cái thứ khổ dình này. Lúc này mình phải chuẩn bị dây và thòng lọng để buộc con cá vào mạn thuyền, lão nghĩ. Dầu cho mình có hai người để khiêng thuyền kéo nó lên rồi, tát nước ra thì chiếc thuyền này cũng không thể chứa nổi nó. Mình phải chuẩn bị mọi thứ, kéo nó vào buộc chặt rồi dựng cột xong buồm trở về. Lão bắt tay kéo con cá, cập sát thuyền để có thể luồn sợi dây qua mang, ra mõm rồi buộc đầu nó vào mũi thuyền. Mình muốn ngắm nó, lão nghĩ, muốn chạm và sờ vào mình nó. Con cá là vận may của lão nghĩ, nhưng đấy không phải là lý do để ta muốn sờ vào nó. Ta chắc ta đã cảm thấy trái tim của nó, lão nghĩ. Khi ta ấn cái cán lao lần thứ hai, bây giờ phải kéo nó vào, buộc chặt và chồng một chiếc thòng lọng vào giữa thân và một chiếc nữa vào đuôi để buộc nó vào thuyền. Làm ngay đi, lão già ơi, lão nói. Lão hớp một ngụm nước rất nhỏ. Bây giờ khi trận đấu đã kết thúc, lại phải làm lắm thứ khổ dịch hơn. Lão ngước nhìn bầu trời rồi cúi nhìn con cá. Lão chăm chú quan sát mặt trời. Chỉ vừa xế trưa thôi, lão nghĩ, và gió mở dị đang thổi. Cả đám dây câu ấy bây giờ không quan trọng. Thằng bé sẽ cùng mình nối lại khi về đến nhà. Đến đây, cá, lão nói. Nhưng con cá không nhúc nhích. Thay vào đó, lúc này nó nằm ưỡn mình trên biển và ông lão phải lôi con thuyền lại chỗ nó. Khi đến bên con cá và kéo đầu nó tì sát vào mũi thuyền, lão không thể nào tin được kích thước của nó. Tuy vậy, lão tháo sợi dây ở cán lao ra khỏi cái mấu, luồn nó qua mang cá ra miệng, quấn một vòng quanh cái kiếm, rồi lại rút sợi dây qua miệng ra mang kia, quấn một vòng nữa quanh miệng cá, hút chập sợi dây đôi lại, rồi cột vào cái mấu đằng mũi thuyền. Rồi lão cắt sợi dây, mang ra sau lái, buộc thòng lọng vào đuôi cá. Da cá chuyển từ màu gốc, màu tía ánh bạc, sang màu trắng bạc, và những cái sọc vô cùng màu tím nhạt như đuôi nó. Những đường sọc ấy lớn hơn cả bàn tay người xòe rộng.
còn mắt nó trông rừng rưng như những tấm kính trong kính viễn vọng hay như một vị thánh trong đám rước. Đây là cách duy nhất để giết nó, ông lão nói. Kể từ lúc ông uống nước, lão cảm thấy khỏe hơn và lão biết lão sẽ không bị ngất và đầu óc lão tỉnh táo. Kiểu này chắc con cá chắc phải nặng hơn nửa tấn, lão nghĩ có lẽ còn hơn cả thế. Nếu chỉ tính 2/3 số lượng thịt từ trọng lượng ấy với giá 30 sen một bao thì sẽ được bao nhiêu? Ta cần một cây bút chì để tính, lão nói. Đầu ta không thạo tính toán, nhưng ta nghĩ Dimaso vĩ đại sẽ tự hào về ta hôm nay. Ta không mắc chứng nẻ cựa gà, nhưng đôi tay và lưng thì thực sự nhức nhối. Mình chẳng hay chứng nẻ cựa gà là gì, lão nghĩ, không chừng mình đã mắc chứng ấy mà không biết. Lão buộc chặt con cá vào mũi, đuôi thuyền và cả vào cái gióng ngang giữa thuyền. Con cá lớn đến nỗi trông như thể ông lão buộc một con thuyền khác lớn hơn nhiều vào thuyền mình. Lão cắt một mẩu dây và buộc chặt cái hàm dưới của con cá vào miệng để miệng nó không há ra, để con thuyền lướt đi càng êm càng tốt. Rồi lão dựng cột căng buồm với thanh đờ và cái sào móc ở bên trên và cây sào dài giữa ở bên dưới. Cánh buồm vá căng phồng, con thuyền bắt đầu lướt đi. Tựa ngả người lên đuôi thuyền, lão lái về hướng Tây Nam. Lão không cần la bàn để biết hướng Tây Nam, lão chỉ cần nương theo hướng gió mậu dịch và chiều xoay trở của cánh buồm. Tốt hơn là mình nên kiếm một cái mồi thìa, buộc vào sợi dây nhỏ để kiếm cái gì đó bỏ bụng và làm dịu cơn khát. Nhưng lão chẳng tìm thấy, còn mấy con cá mòi thì đã ươn. Vậy nên lão dùng một cái móc khua một đám sòng vàng vùng nhiệt lưu, lên thuyền khi đám sòng đó trôi qua và rũ bắt những con tôm nhỏ rơi xuống lòng thuyền. Chừng hơn 10 con và nhúng nhảy búng chân như loài bọ chét trên cát. Ông lão dùng ngón cái và ngón trỏ bứt đầu rồi nhai gọn cả vỏ lẫn đuôi. Mấy con tôm rất bé nhưng lão biết chúng giàu chất dinh dưỡng và lại mùi vị của chúng thật dễ chịu. Ông lão vẫn còn trong chai độ 2 ngụm nước và sau khi ăn xong chỗ tôm ấy, lão uống hết 1/4. Con thuyền vẫn lướt êm bất chấp vật cản kia. Ông lão cặp tay lái vào nách, lái thuyền đi. Lão có thể nhìn thấy con cá và khi nhìn đôi tay và cảm nhận cái mạn thuyền dưới lưng, lão biết việc này đã thực sự xảy ra chứ đâu phải trong mơ. Đã có lúc khi cuộc đấu sắp kết thúc, người lão xỉu giã đến nỗi lão nghĩ chuyện con cá hẳn là trong mơ. Rồi khi lão thấy con cá tung mình lên khỏi mặt nước, lơ lửng bất động trong không trung, trước lúc rơi xuống thì lão chắc chắn là có điều gì đó thực sự quái đản và lão không thể nào tin nổi. Khi ấy lão không thể nhìn rõ, nhưng bây giờ mắt lão lại tỏ như thường. Lúc này lão biết con cá có thật và tay và lưng lão đâu phải là mơ. Tay sẽ chóng khỏi thôi, lão nghĩ. Mình đã làm chúng chảy máu và nước mặn sẽ chữa lành chúng. Làn nước sẫm đen của chính dòng nhiệt lưu vốn là phương thuốc chữa lành vết thương hiệu nghiệm nhất. Những gì mình phải làm là giữ cho đầu óc tỉnh táo, đôi tay vẫn làm công việc của nó và chúng ta lái giỏi. Với cái miệng mím chặt, cái đuôi nhịp nhàng, chúng ta lái thuyền đi như thể hai anh em. Rồi đầu óc lão bắt đầu hơi lẫn lộn và lão nghĩ con cá đưa ta hay ta đang đưa nó vào bờ. Nếu ta kéo nó phía sau thì chắc có vấn đề gì, và nếu con cá ở phía thuyền nằm đờ ra thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng ông lão và con cá lại đang cặp kè lướt đi nên lão nghĩ, cứ để cu cậu đưa ta vào bờ, nếu việc đó làm hài lòng cu cậu, ta chỉ thạo hơn cu cậu ở mỗi cái trò mánh lới, còn cu cậu thì đâu có làm hại ta chút mảy may. Họ lái thuyền êm, ông lão nhúng bàn tay xuống nước mặn và cố giữ đầu óc tỉnh táo. Có những đám mây tích trên cao và nhiều dải mây tơ bên trên. Vì vậy ông lão biết gió nhẹ sẽ thổi suốt đêm. Ông lão thường xuyên nhìn con cá để chắc chắn là nó có thực. Một tiếng đồng hồ sau, con cá mập đầu tiên tấn công.